Chào các bạn. Sử dụng lá vông chữa mất ngủ là mẹo dân gian an toàn và hiệu quả. Khác với các biện pháp chữa trị khác, việc sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên sẽ tiết kiệm chi phí và tránh được tác dụng phụ. Bên cạnh đó, sử dụng lá vông không chỉ giúp dễ ngủ, ngủ ngon giấc mà còn điều hòa khí huyết trong cơ thể, giúp tinh thần thoải mái. Mất ngủ hiện nay đã trở thành căn bệnh phổ biến không chỉ riêng gì với người già mà cả với những người trẻ. Với những tất bật của cuộc sống và sự hiện đại hóa lên từng ngày khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái khó ngủ vào buổi tối và buồn ngủ vào ban ngày. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng công việc, không những thế còn kéo theo những nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm khác. Sau khi chịu nhiều phiền toái do mất ngủ gây ra, nhiều người đã tìm đến các biện pháp chữa trị như sử dụng thuốc ngủ, xông hơi tinh dầu, châm cứu, vân vân. Và một trong số đó, việc sử dụng các thảo dược thiên nhiên vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất. Do nhu cầu tìm kiếm các bài thuốc chữa mất ngủ ngày càng nhiều, nên dân gian đã truyền tai nhau sử dụng lá vông như một cách hỗ trợ điều trị hữu hiệu. Cây vông thường mọc hoang ở nhiều vùng trên đất nước ta, rất dễ tìm, người bệnh không mất nhiều thời gian và chi phí để sở hữu. Theo Đông y, lá vông tính bình, có vị hơi đắng, chát, chúng được mệnh danh là thuốc an thần mà ít ai để ý đến. Không những giúp kích thích giấc ngủ ngon, lá vông còn có tác dụng hạ huyết áp, sát trùng, tiêu trừ phong thấp, trĩ, vân vân. Theo nghiên cứu khoa học, chiết xuất lá vông có chứa các hoạt chất giúp người bệnh giảm cảm giác lo âu và mang lại giấc ngủ sâu và ngon hơn. Nhờ tác dụng này mà lá vông ngày càng được nhiều người chú ý đến. Mẹo chữa mất ngủ bằng lá vông ít ai biết. Bạn có thể tham khảo một số mẹo chữa mất ngủ bằng lá vông dưới đây. Mẹo chữa mất ngủ bằng lá vông ngâm rượu. Rượu trắng có tác dụng làm ấm cơ thể, làm bạn buồn ngủ. Mỗi tối trước khi đi ngủ, uống một ít rượu thuốc ngâm từ lá vông sẽ khiến bạn ngủ ngon giấc hơn. Tuy nhiên, không nên sử dụng quá nhiều. Bạn chỉ cần một lượng nhỏ dùng chung với bữa cơm tối. Đặc biệt lưu ý, người đang mắc các bệnh ác tính thì không nên áp dụng biện pháp này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nguyên liệu gồm lá vông, rượu trắng, lọ thủy tinh có nắp đậy. Cách làm: bạn rửa sạch lá vông để trong bóng râm cho lá khô dần, sau đó cắt thành khúc nhỏ bỏ vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị. Đổ rượu trắng theo tỷ lệ 100g lá thì 1 lít rượu. Để nơi khô ráo thoáng mát từ 15 đến 20 ngày có thể mang ra sử dụng. Cách dùng: mỗi ngày uống từ 10 đến 20ml rượu ngâm lá vông sẽ giúp bạn ngủ ngon giấc hơn. Mẹo uống nước lá vông chữa mất ngủ. Uống nước nấu từ lá vông sẽ giúp chữa mất ngủ hiệu quả. Bạn sẽ cảm thấy cơ thể muốn đi ngủ hơn vào buổi tối. Cách này rất dễ thực hiện. Bạn chỉ cần một ít lá vông khô là có thể nấu món nước trà lá vông thơm ngon, bổ dưỡng. Nguyên liệu gồm lá vông khô, nước, ấm đất. Cách làm: cho 8g đến 16g lá vông phơi khô rửa sạch. Cho lá vông vào ấm đất, đổ thêm 200ml nước, đun nhỏ lửa cho đến khi cạn còn 50ml. Để nước thuốc nguội rồi uống, thích hợp dùng vào buổi tối trước khi đi ngủ. Mẹo chữa mất ngủ bằng nước lá vông kết hợp nguyên liệu khác. Kết hợp nấu lá vông cùng với các nguyên liệu khác như tâm sen, táo nhân, v.v. sẽ bổ sung thêm dưỡng chất cho cơ thể, đồng thời tăng hương thơm và vị cho món nước uống, kích thích vị giác hơn. Cách 1. Nguyên liệu: 16g lá vông, 5g tâm sen, 10g táo nhân, 2 đến 3 bông hoa nhài, 1 lít nước. Cách thực hiện: rửa sạch lá vông, vò nát, táo nhân sao đen, tim, sen sao thơm. Cho tất cả nguyên liệu được sơ chế vào bình giữ nhiệt, đổ nước sôi vào, sau đó đậy nắp, hãm đến khi các nguyên liệu ra nước. Để nguội thêm hoa nhài cho thơm, uống nhiều lần trong ngày, một thời gian sẽ thấy giảm dần chứng mất ngủ. Cách 2. Nguyên liệu gồm 30g lá vông, 10g lá dâu tằm, 50g lạc tiên, 1 lít nước. Cách thực hiện:
các nguyên liệu rửa sạch, đem sao vàng cho thơm, hãm cùng với 1 lít nước sôi, nước thu được uống hàng ngày, có thể cho thêm hoa nhài vào cho thơm ngon. Món ăn từ lá vông chữa mất ngủ. Bên cạnh những cách trên, bạn còn có thể chế biến món ăn từ lá vông. Chỉ cần chuẩn bị lá vông non, không bị sâu hay dập nát, rửa sạch để cho ráo nước. Lá vông luộc, đun sôi nước, cho vào một ít muối, thả lá vông vào luộc chín rồi vớt ra. Ăn kèm với nước chấm, cá kho và cơm nóng rất ngon. Nước luộc có thể dùng thay canh, chỉ cần nêm nếm một ít gia vị. Canh lá vông nấu tôm đất. Tôm làm sạch, lột vỏ, ướp hành, gia vị cho thơm. Phi thơm một ít hành với dầu, băm tôm rồi cho vào xào chín. Sau đó cho thêm nước, đun sôi thì bỏ lá vông vào. Cho lửa sôi bùng lên để lá vông chín. Nêm nếm và thưởng thức món canh thanh mát giúp dễ ngủ. Lá vông xào nhộng tằm. Nhộng tằm rửa sạch, để ráo rồi ướp cho thấm gia vị. Lá vông rửa sạch, cắt nhỏ. Sau đó phi thơm hành, cho nhộng vào xào trước. Đến khi chín thì cho lá vông vào, đảo đều rồi tắt bếp. Món này ăn kèm với bánh tráng sẽ ngon miệng hơn. Một số lưu ý khi dùng lá vông để chữa mất ngủ. Bạn nên lưu ý một số vấn đề sau khi sử dụng lá vông để chữa mất ngủ. Nhờ vào tác dụng ức chế thần kinh trung ương nên lá vông giúp người bệnh dễ ngủ. Tuy nhiên, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ không còn tác dụng nữa. Do đó, bạn chỉ nên sử dụng một thời gian rồi ngưng, cho cơ thể có khoảng nghỉ. Lá vông phơi khô chỉ nên phơi trong bóng râm, tránh ánh nắng trực tiếp có thể khiến các hoạt chất trong lá mất đi. Việc sử dụng lá vông chữa mất ngủ chỉ có tác dụng khi đi vào hai kinh, thận và can. Trường hợp mất ngủ do tâm, tỳ, phế thì việc sử dụng không mang lại hiệu quả. Người bị sưng, đau, nóng đỏ khớp không sử dụng lá vông để chữa mất ngủ. Đặc biệt trẻ em, người bị cao huyết áp, đổ mồ hôi chậm không nên sử dụng lá vông để tránh bệnh chuyển nặng. Đây là mẹo chữa dân gian không thể thay thế hoàn toàn thuốc chữa bệnh. Do đó tốt nhất bạn nên thăm khám y tế nếu sử dụng cách này một thời gian không thấy cơ thể chuyển biến tốt. Đồng thời bạn cần xây dựng chế độ nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh để việc điều trị diễn ra thuận lợi hơn. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.